You are listening to the Easy English Learning, and I'm Mr. Ding. Xin kính chào quý khán thính giả đã đến với tiếng Anh siêu dễ Mr. Ding video số 21. Trong video này, chúng ta sẽ đến với chủ đề mô tả tính cách personality. Để mở đầu cho nội dung trong video này, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ đến với câu hỏi tính cách của một người nào đó. What's she like? Cô ấy như thế nào? What's he like? What's he like? Anh ấy như thế nào? Sau đây là 10 mẫu câu hay được dùng để trả lời cho câu hỏi trên. Ví dụ chúng ta mô tả một người đàn ông hoặc một cậu con trai. Mẫu câu số 1. Sample 1. He's kind. He's kind. Anh ấy tốt bụng. Mẫu câu số 2, sample 2. He's easy going. He's easy going. Anh ấy dễ tính. Mẫu câu số 3, sample 3. He's hard working. He's hard working. Anh ấy chăm chỉ. Mẫu câu số 4, sample 4. He's lazy. He's lazy. Anh ấy lười. Mẫu câu số 5, sample 5. He's sociable. He's sociable. Anh ấy dễ gần. Sample 6. Mẫu câu số 6. He's talkative. He's talkative. Anh ấy nói nhiều. Mẫu câu số 7. Sample 7. He's funny. He's funny. Anh ấy vui tính. Mẫu câu số 8. Sample 8. He's generous. He's generous. Anh ấy hào phóng. Mẫu câu số 9. Sample 9. He's mean. He's mean. Mẫu câu số 10. Sample 10. He's smart. He's smart. Anh ấy thông minh. Các bạn thân mến, để tăng thêm sức hút cho lời nói, các bạn có thể thêm các từ chỉ mức độ dưới đây. 1. Not very. Ví dụ, he's not very lazy. He's not very lazy. Anh ấy không lười lắm. 2. Quite hoặc pretty. Có nghĩa là hơi hoặc khá. Ví dụ, he's quite generous. He's quite generous. Anh ấy khá hào phóng. Và số 3, very. Ví dụ, he's very smart. He's very smart. Anh ấy rất thông minh. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 10 mẫu câu hay dùng để mô tả tính cách của một ai đó. Bây giờ các bạn hãy bật lại video và luyện tập theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have a nice day. Bye bye.